Tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị. Bộ Tài chính cho biết để bảo đảm đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, toàn bộ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của luật quản lý thuế và nghị định số 123 của Chính phủ. Bộ Tài chính tổ chức thực hiện lộ trình hai giai đoạn Giai đoạn 1 triển khai từ trung tuần tháng 11 năm 2021 tại địa bàn 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ. Giai đoạn 2 triển khai tại địa bàn 57 tỉnh thành phố còn lại từ tháng 4 năm 2022. Trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 1, Bộ Tài chính bảo đảm đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, 100% doanh nghiệp tổ chức cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử.